quà Tết bằng thịt lợn, nước mắm. Trong những ngày thịt lợn tăng giá chóng mặt, công đoàn một đơn vị có thông báo tặng quà Tết dương lịch cho các cán bộ, công chức viên chức bằng thịt lợn và nước mắm khiến nhiều người bất ngờ. Theo thông báo vừa được phát đi hôm 23 tháng 12 của một đơn vị, công đoàn đơn vị này sẽ tặng quà Tết dương lịch cho các cán bộ, công chức viên chức mỗi người 3 kg thịt lợn sạch và hai chai nước mắm. Trường hợp các cán bộ, công chức viên chức đi công tác vắng thì công đoàn đơn vị có trách nhiệm chuyển đến gia đình ngay trong ngày tránh để hỏng thực phẩm. Những ngày cuối năm, câu chuyện thưởng Tết quà Tết luôn là những vấn đề được người lao động quan tâm. Chuyện tặng quà Tết dương lịch bằng thịt lợn và nước mắm khiến nhiều người liên tưởng về những cái Tết xưa, cũng như chuyện thưởng Tết không nhất thiết bằng tiền. Thưởng Tết bằng hiện vật quy định trong Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 2021. Đây chỉ là quà tặng Tết chứ không phải thưởng Tết. Và trong những ngày thịt lợn tăng giá vùn vụt, hiện có loại đã hơn 200.000 đồng một kg thì đây thực sự là món quà ý nghĩa.